Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái này. Những bạn mà khoái coi livestream game này game kia xong rồi các bạn đâm ra có một cái ước mơ là các bạn sẽ làm gaming hay là các bạn sẽ làm một streamer nổi tiếng. Giống như mấy anh chị Bill hay là độ Messi hay là Sam Sid hay là những cái người Miss Thi đồ á, thì làm sao để trở thành một cái YouTuber về game. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Thực sự làm YouTuber không dễ và cũng không khó. Dễ ở chỗ nào? Không khó tức là dễ á. Dễ ở chỗ nào? Dễ ở chỗ là các bạn có thể chơi cái game mình thích, có thể quay clip đăng làm những điều mình đam mê. Đó là cái dễ. Còn cái khó, tại vì các bạn đam mê á, cho nên các bạn dễ làm lắm. Còn cái khó là ở chỗ nào? Cái khó là ở chỗ các bạn làm sao để tăng số lượng người đăng ký, các bạn làm sao để có được fan, các bạn làm sao để đăng được một video clip mà khán giả không nhàm chán mà được nhiều người xem thì mới gọi là một YouTuber chính hiệu. Mình thì không có giỏi về vấn đề này, nhưng mình làm không có chuyên, nhưng mà mình đã lấy được tiền từ YouTube. Từ cái kênh của mình ngày xưa, đó là kênh anh mèo á các bạn, đó là kênh anh mèo, kênh này nè các bạn, được 5.000 người đăng ký ha. Thì ngày xưa mình làm kênh này cũng khá là vất vả, cũng mất gần 2 năm á các bạn, cũng mất gần 2 năm, nhưng mà bị mình do mình vào những cái trang web đen á các bạn, cho nên bị hack mất tài khoản. Cho nên nhưng mà tài khoản này thì cái thằng mà nó lấy của mình nó cũng không làm gì khác nữa hết á. Cho nên để nguyên bây giờ mình mất kênh đó rồi, bây giờ mình tạo một cái kênh mới tên là Cày Zombie. Thì cái kênh của mình hiện tại có 151 người đăng ký. Thực sự 151 người này là người thiệt chứ các bạn, không phải là người ảo. Và các bạn nhìn xem mà số lượng video clip của mình đăng rất là nhiều. Từ những video clip đầu tiên mình đăng nè các bạn, không nó đã lên tới hàng trăm người xem các bạn. Đó. Tại sao mà lên được tới hàng trăm người xem? Tại vì những cái video clip của mình là video clip hướng dẫn các bạn, được số người xem. Và các bạn hồi đầu các bạn đăng sẽ thấy rất là khó chịu, tại vì đăng không ai coi các bạn. Các bạn đăng được một hai người coi, nhiều lắm là được 100 người coi rồi xong rồi không ai coi nữa. Tại vì sao? Tại vì kênh của bạn mới tạo chưa ai biết. Hiện tại trên YouTube có rất là nhiều kênh, cả tỷ cả tỷ cả tỷ kênh mà vẫn có không có người biết. Có nhiều kênh nha các bạn, như mình thử bấm vài kênh cho các bạn, mình thử bấm vài kênh cho các bạn coi. Hát karaoke đi ha, một mình đi nè. Mình sẽ cho các bạn coi một vài kênh của những người khác cho các bạn coi nha. Video đây coi nè. Ví dụ như có những kênh đăng 3 tháng đã là 1.700 lượt đăng ký rồi các bạn. 141 người đăng ký. Ấy 141 người xem ha. Còn có những kênh các bạn đâu có thấy được những cái kênh ở cuối cùng. Sắp xếp theo lượt xem đi nha các bạn. Nè. Các bạn thấy không? Có cái lên tới 57 triệu người đăng ký. Còn có cái mình cho các bạn coi nha, có những kênh á, có những kênh họ họ làm rất là lâu đây nè, có những kênh họ làm rất là lâu. Bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Chọn lại kênh. Đây, mình sẽ cho các bạn coi một số kênh. Một số kênh đây. Mình có thể thấy được số lượng người đăng ký nè các bạn thấy không? Nè, có người đăng 21 video mà được 136 người đăng ký rồi. Có những người đăng đăng kinh khủng khiếp luôn các bạn. Đây. Câu lạc bộ hát với nhau cây xanh các bạn thấy bao nhiêu video? 466 video, tức là đăng rất là nhiều mà chỉ có 35 người đăng ký thôi các bạn. Các bạn thấy không? Chỉ có 35 người đăng ký thôi.
video hát rất là nhiều, số lượng đăng nè, ha, số lượng đăng nè, tên bài hát, tên ca sĩ, video cũng chất lượng, các bạn vô coi thì video cũng khá chất lượng ha. Đó, các bạn coi không? Quay video cũng chất lượng lắm chứ bộ. Nhưng mà tại sao có 35 người đăng ký? Tại vì video không có ý nghĩa. Video cũng không có ý nghĩa và cũng không có tự nhiên trình bày Hồng Nhung gì thôi thì làm sao mà ai kiếm được. Với lại để một cái tên nó cũng không hay, cái avatar cũng không đẹp cho nên không có ý nghĩa. Đó, các bạn làm một cái kênh nào đó thì các bạn phải để ý những cái này ha. Có những người họ đăng một hai clip thôi đã cả triệu view rồi. Đó, nhưng mà một số bạn thì mới làm chưa biết nên theo kinh nghiệm của mình thì các bạn cứ đăng clip nào mà mình thích, làm cho nó chất lượng một chút xíu thì những cái clip của bạn sẽ từ từ sẽ có người xem. Cái này là các bạn phải đăng nhiều và phải đợi thời gian, nhưng mà một khi nó đã có rồi thì nó sẽ duy trì cho các bạn. Phải giữ lượng fan bằng cách tương tác nói chuyện với những người mà họ chịu nói chuyện với mình nha các bạn. Rồi, cái thứ hai nữa là về cái cách coi. Thì sau khi các bạn đăng video rồi thì các bạn có thể vào được trang của mình như thế này ha. Thì làm sao các bạn coi được khi nào thì các bạn bật được kiếm tiền trong video trên YouTube, thì các bạn nhấp chuột vô cái hình của mình ha, nhấp chuột vô cái avatar của mình. Các bạn chọn YouTuber Studio ha các bạn. Ở đây YouTuber Studio nó sẽ chuyển cho các bạn qua một cái trang YouTuber tổng quan ha. Các bạn chọn cho mình cái chỗ kiếm tiền này. Cái chỗ kiếm tiền này thì ở chỗ này nó sẽ cho các bạn hai cái đồng hồ, một cái đồng hồ là các bạn số lượng người đăng ký, một cái đồng hồ là số lượng giờ xem. Đó, các bạn cần phải đạt được ngưỡng 1.000 người đăng ký thì các bạn mới có thể bật được kiếm tiền nha các bạn. Hiện tại mình là 151 người đăng ký, là được khoảng 1 phần 10 của cái ống ha ha. Khi mà mình đạt đủ thì mình sẽ bật kiếm tiền, nhưng mà phải đạt đủ hai điều kiện. Còn số giờ xem này rất là quan trọng nha các bạn. Số lượng giờ xem rất là quan trọng. Đó là 4.000 giờ xem. Giờ xem này nó tính như thế nào? Nó tính là khi mà các bạn đăng một cái clip lên, người khác vô coi. Thí dụ người ta nhấp vô người ta coi, xong người ta coi không thấy gì hay, người ta đi ra, người ta coi có 1 giây à, xong người ta đi ra 10 giây đi, người ta đi ra thì nó sẽ tính bạn là một lượt xem. Các bạn sẽ thấy được một lượt xem, nhưng các bạn ở trong đây nó sẽ tính cho các bạn chỉ có 10 giây thôi, chưa được 1 giờ xem. Nó sẽ nhích một chút nhẹ thôi, không có được gì hết ha. Nhưng nếu mà các clip các bạn có ý nghĩa thì người ta sẽ coi lâu, giống như phim phim hoạt hình hay gì đó thì người ta sẽ mở hoài. Một cái clip đôi khi chỉ có hai người xem mà nó đạt được 2 giờ xem, còn một cái clip mà 1 triệu người xem mà mỗi người xem được có 1 giây à thì đâu có giờ xem nào đâu, đúng không? Đó, cho nên các bạn phải chú ý như chỗ này ha. Thì có hai cái này, nếu mà các bạn đạt mốc 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem thì các bạn sẽ có thể bật kiếm tiền. Còn cái bản quyền này thì nó có một cái bản quyền ở trên YouTube nha các bạn. Bản quyền nói về gì? Nói về là các bạn không được đăng những cái clip đã có rồi và không được làm bất cứ cái gì có dấu hiệu là bậy bạ ở trên YouTube. Tại sao mình nói như vậy? Bậy bạ là như thế nào? Bậy bạ là các bạn có thể lấy nội dung để làm lại video clip của các bạn, nhưng tất cả phải là của các bạn, kể cả hình ảnh lẫn âm thanh, không có lấy của người khác. Nhớ nha, khi mà các bạn lấy của người khác, các bạn ngay chỗ công khai này các bạn bị dính bản quyền, thì dính chỉ cần 4 lần thôi là cái kênh của các bạn biến mất luôn, biến mất vĩnh viễn luôn, các bạn không bao giờ vào được cái Gmail và cái kênh đó nữa. Đó là cái nguy hiểm nha. Khi mà các bạn bị rồi thì các bạn mới biết là đau khổ như thế nào ha. Công sức làm ra biết bao nhiêu video mà bị nó cấm bản quyền là coi như toi ha. Nhưng mà nếu mà các bạn làm nội dung của các bạn hay thì sẽ có nhiều người coi. Đừng có nghĩ là nội dung của các bạn làm mà có mấy chục người coi, các bạn đừng lo. Các bạn cứ làm, cứ làm, cứ làm. Rồi thời gian sẽ trả lời cho các bạn là video của bạn hay hay dở. Thì từ từ, khoảng các bạn làm khoảng 1 tuần, làm những cái clip nào mà liên quan ý nghĩa nha các bạn. Làm những cái clip nào ý nghĩa, có chất lượng, người ta muốn xem thì các bạn hãy làm. Còn những cái clip không có ý nghĩa thì các bạn đừng làm. Giống như là các bạn đăng một cái clip nào đó quay sầm sàm, các bạn nói này nói kia sầm sàm thì không ai coi đâu ha. Có ý nghĩa, gây cười được. Như nào mình hướng dẫn nha các bạn đó. Mình hướng dẫn thì sẽ có được rất là nhiều người xem và giờ xem ha. Tại vì người ta có hướng dẫn, người ta sẽ coi từ đầu tới cuối chứ người ta không có coi ngắt quãng được. Coi ngắt quãng sao hiểu, đúng không?
cho nên sẽ có những cái clip mình đạt tới 800 mấy lượt xem, có clip đạt tới cả 1.000 lượt xem luôn các bạn. Đó, rất là hay ha các bạn. Đây có những clip mình đổi đâu mất tiêu ta, mình nhớ là có clip mình đổi được 1.000 mấy lượt xem á, cũng khá là ổn. Đổi xe nè được 800 mấy 800 mấy lượt xem. Ok thì đó là sau khi các bạn bật được kiếm tiền nha, thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái mã code. Lúc đó các bạn qua Google AdSense và đăng ký, thì cái đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Tạm thời clip này thì các bạn coi, các bạn biết được là tới một mức nào độ nào đó thì các bạn có thể bật kiếm tiền được ha. Ok, nếu mà thích clip của mình có ý nghĩa thì nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh cho mình nha. Các bạn coi clip này xong rồi các bạn đăng ký kênh cho mình, các bạn comment phía bên dưới mình sẽ đăng ký kênh lại cho các bạn. Lúc đó các bạn sẽ được một người đăng ký thêm. Đó, bạn sẽ tăng lên. Đó là tương tác nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.